chết mày chưa, chết mày chưa. Ôi mẹ tao thông này, mất cái đứt rồi nè, tao thông vô nát đứt luôn nè. Sao 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 luôn, vô 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 sợ liền. Rồi 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 thông vô lết không nổi luôn, thông sướng quá, xong thông mày sướng quá, đi không nổi được mà. Chết mẹ mày rồi con. Xin giao đi top thì chơi gì trời. Tôi thấy bích này đi rừng, một cái ông kia ông giành rừng. Ông vô lăn support mà ông giành rừng của mình. Này này một tí ăn được bột tí mẹ. Chết mày chưa. Chết mày chưa. Khó nha. Ê ê à. Kiểu gì ngộ vậy ông, chữ mới đó ông, đầu tóc của 2021 đó, chanh mới đó, tôi tự sáng tạo nha. Mình phải có một cái đường đi riêng, một lối đi riêng nữa không, mình không có cách đụng hàng với người ta được. Mắc con xe luôn, ôi dùng cái đứt mà farm luôn, nè tôi thông nè, mất cái đứt rồi nè, tôi thông cho nát đứt luôn nè. Rồi, mất cái đúp rồi, mất cái đúp rồi. Sao luôn, vô. Sợ liền. Sao giận thật không. Hư. Được chưa, anh em thấy thanh dao trong tay tôi chưa? Tầm lát đích thật. Đầu cắt môi hả vậy? Đầu hả 2021 đó. Rồi thông do lết không nổi luôn, thông sướng quá, xong thông mày sướng quá, đi không nổi được mà, đi chân hai hàng luôn á. Ôi trời ơi, cay thế nhờ. Trời ơi, xong rồi. Ui, kata này mạnh thế. Kata này mạnh vậy. Sao nè, múa nè. Tưởng thế nào. Yeah.
Trời ơi trời. Thầy thật nó đông thế. Hai thằng thôi. Hai thằng sao chơi. Nó chạy lẹ thế nhờ. Xin giao đi top cầm bán gì á. Chinh phục. Cầm chinh phục nhanh đi. Nè AD đến đây nè. AD nó xuống boss nè. Nó chưa biết đâu. Nè mà lại đứng đây nè. Mình đứng đây nè. Nó làm không nó không phát nữa nó... Đó thấy chưa. Nè. Đó. Rồi mấy tí chết luôn. Giới thiệu tại sao chết không tôi thấy bà đừng có nói bắn có cái like anh em cho lên đề xuất anh em. Đó này cay thật sự. Giờ không có nát cây rồi không phải bên ta.